Innac hiện tại đang cung cấp ra thị trường 3 lựa chọn tay sen đa chế độ, tay sen 1C, 3C và 9C với 3 phân khúc giá từ thấp tới cao. Innac mong muốn mang lại những trải nghiệm tốt nhất và tuyệt vời nhất cho tất cả các nhóm đối tượng khách hàng. Cả 3 phiên bản tay sen đều được mạ Nikkel Chrome, mang lại sự sáng bóng, sang trọng cho sản phẩm. Phần thân tay sen dài mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và dễ dàng sử dụng. Số lỗ tia phun trên mặt bát sen lần lượt sẽ là 1C 50 lỗ phun, 3C 82 lỗ phun và 9C 75 lỗ phun. Kèm với đó, tay sen 3C và 9C với dòng chảy tạo bọt li ti mang lại sự dễ chịu, thậm chí là trẻ hóa làn da. Tay sen 1C có 4 chế độ: phun thường, phun sương mù, chế độ kết hợp giữa phun thường và phun sương mù và chế độ tắt nước ngay trên tay sen. Tay sen 3C có 5 chế độ: phun thường, phun sương mù, phun massage, phun kết hợp giữa phun thường và phun massage và chế độ tắt nước ngay trên tay sen. Tay sen 9C có 5 chế độ: phun thường, phun massage, phun tạo bọt, kết hợp giữa phun thường và phun massage và chế độ kết hợp phun thường với phun tạo bọt. Việc chuyển chế độ cũng vô cùng dễ dàng với phần nút gạt trên bề mặt bát sen. Hiện tại, các mẫu sen tay của Innac đều đang bán lẻ trên thị trường. Nếu quý vị đang muốn thay thế các sản phẩm sen tay của gia đình thì hãy đến các đại lý Innac gần nhất để tham khảo thông tin sản phẩm. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại!